anh bạn đã có gốc, còn bạn gốc nào? Đó, bạn. Đấy. Đấy, lẹ lên. Rồi, bạn có gốc ở đâu? Dạ, con là gốc Thiên Chúa. Gốc Thiên Chúa. Rồi, bạn gốc Thiên Chúa, có bao giờ bạn bị mất gốc không? Dạ, không. Có bao giờ bạn bị bật gốc không? Dạ, không. Có bao giờ bạn bị, thường là chúng ta dễ bị mất gốc, có không? Bảo con này nó bị mất gốc rồi, nó nói tiếng Huế, nó dạ có. Mà bắt đầu lấy chồng mình bắt nó, dạ có, bảo mày mất gốc rồi, đúng không? Đúng không? Bảo miền Trung mà sao bây giờ nó nói giọng miền Bắc là tại vì nó mất gốc. Rồi có những người đang ở Việt Nam, rồi sang bên nước ngoài một thời gian về, thấy nước mắm, ngửi cái mùi nước mắm. Cái gì đây vậy? Cái này là cái gì? Bắt đầu mất gốc. Hồi xưa ở nhà ăn nước mắm gần chết, bây giờ bảo cái này là cái gì vậy? Mất gốc. Thì chúng ta có thể là mất gốc miền, mất gốc dân tộc, nhưng mà đừng bao giờ anh chị em để mất gốc Chúa, mất gốc lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho bạn cuốn thư Những Lá Thư Không Gửi nha, để bạn đọc. Đây là những lá thư mà tôi gửi cho Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh, rồi các đức thánh cha, rồi các bạn trẻ, rồi cả ma quỷ, cả thiên thần, cả Satan, gửi đủ hết. Nhưng mà không có bưu điện nào nó nhận hết, cho nên tôi gọi là những lá thư không gửi, bịa gửi cho bạn. Được chưa? Rồi, còn bà này gốc gì? Hả? Bạn gốc Việt Nam. Gốc Việt Nam. Cho anh chàng pháo tay thôi, thưa anh chị em. Hả? Sao? Bên Mỹ hơn về ạ. Bà này bên Mỹ về, mà hay cái chỗ là bà dám mạnh dạn. Dù bên Mỹ về nhưng mà vẫn không quên cái gốc mình là gốc Việt Nam, chứ không phải gốc American. Thưa cha, con cũng đến lần này là lần thứ ba rồi. Chúa ban cho con cũng nhiều ơn lắm, mà con kể ra thì mất giờ lắm. Vâng. Thế con còn tuần nữa con đi thôi, thì hôm nọ con lên lần đầu cha đặt tại. Rồi bây giờ tôi thôi. Tôi tặng cho bà một cuốn sách thật to để bà đem đi Mỹ. Đây là cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Faustina nha. Rồi đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để bà đem đi Mỹ nha. Và đây là Trái Tim Lòng Thương Xót Chúa, để bà đem đi Mỹ, để bà không bị mất gốc nha. Rồi chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, hallelujah. Rồi, mời bà kia lên đây. Cái hay nhất là bà không bảo bà không bị mất gốc, bà vẫn là gốc Việt Nam. Đây là cái điều quý nhất. Còn bà gốc gì? Con bạch cha, giờ con gốc Việt Nam. Bà ở đâu? Giờ con ở Mỹ. À, cũng ở Mỹ. Chúa, tôi lại cho thêm một tràng pháo tay nữa. Thương hai bà ở Mỹ. Dạ, bạch cha. Tôi nhìn bà, tôi đâu biết bà ở bên Mỹ đâu. Rồi, bà ở bên Mỹ bao nhiêu năm rồi? Dạ, con ở Mỹ có mấy năm, mà giờ bạch cha cũng đau quá ba. Con đi nhà thờ, ba có cái bạc kia cho cái máy của cha. Ba con nghe như rửa, con kêu chủ ngoài, con điện về xin cha, để xin Chúa chữa lành cho con. Dạ, ba chứ con xin con mua vé cho con về gặp cha để nhờ Chúa chữa bệnh cho con. Rồi. Rồi, đây là một bà nữa, cũng là hai, tức là hai bà. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi? Dạ, bạch cha có con. Bà bao nhiêu tuổi? Dạ, con 82 tuổi. 82 tuổi mà bà đã bị mất gốc chưa? Dạ, chưa. Bên Mỹ có nước mắm không? Dạ, có ăn nước mắm mà xe cá được. Bà này sao cứ mắc cỡ, là tám mấy tuổi mới cứ làm như con gái 18 ấy. Dạ, Giê-xu bà, cái che miệng cái gì, bà quay xuống nào. Ngồi để cho gần cha mà con được cha la, con sợ quá. Bà nói gì? À, bà nói gì? Bà nói gì? Bà nói gì? Dạ con, khi hồi con thấy cha, được thì con thấy cha con mừng. Để sau con ngồi cho gần cha, con xin cha để cho con được chuyện bà con lại. Con được cha la, con sợ. Sợ? Bà làm như bà mới biết yêu lần đầu, lại Chúa tôi. Con giờ cha la con sợ lắm. Rồi, đây tôi tặng cho bà
Tôi tặng cho bà cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa để bà đem về Mỹ cho con cho cháu bà đọc nha. Để nó không bị mất gốc tiếng Việt. Vì nhiều khi bây giờ bên nước ngoài mà đọc được cuốn sách tiếng Việt là khó lắm. Thì nhiều khi em nó nói được, nó nghe được, nhưng mà đọc và viết thì rất là khó. Cho nên là tôi tặng cho bà cuốn sách rất là to. Bà về cho các con, các cháu nó đọc cho nó quen đi. Tôi coi kìa, tôi... Thôi lấy đi, ngại làm cái gì. Lấy đi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Con gì? Con gốc gì? Con gốc Thái Nguyên. Đứng ở chỗ này. Rồi, bà về chỗ. Gốc Thái Nguyên, con đến đây làm gì đây? Con đến đây chữa mát. Rồi, đây cho tặng cho con. Rồi, mấy bé lên đây con. Rồi, chị. Chị là gốc ở đâu? Là con đứng đây con, chị gốc ở đâu? Con ở Canada về, con tên là Mừng, vui mừng đó. Con kính chào tất cả. Thôi, đây là một người ở bên Canada về, người kia thì là Việt, bên Mỹ về, còn đây bên Canada về, rồi đây là Thái Nguyên về. Dù chúng ta là có ở bên Canada, dù có ở bên Mỹ, dù có bên Nhật, dù ở bất cứ nước nào trên thế giới, xin đừng quên gốc của chúng ta là người Việt Nam. Mãi lên, xin đừng quên gốc của chúng ta là người gốc của chúng ta là người Việt Nam. Giơ cao lên, gốc của chúng ta là người Việt Nam. Và dù ta là người Việt Nam, là người Mỹ, là người Canada, là người Campuchia, là người Thái Lan, đừng quên cái gốc lớn nhất của chúng ta là con Thiên Chúa. Gốc lớn nhất của chúng ta là con Thiên Chúa. Đấy mới là điều quan trọng. Đừng có nghĩ rằng tôi là người Mỹ tôi mới ngon. Và đừng có mặc cảm rằng vì tôi là người Việt Nam thì cho nên là có những bài báo là tôi xấu hổ vì là người Việt Nam. Chẳng có gì xấu hổ vì là người Việt Nam cả. Không phải tất cả người Việt Nam đều xấu mà tôi phải xấu hổ vì tôi là người Việt Nam. Cũng không phải tất cả những người Mỹ đều tốt cả mà tôi hãnh diện tôi là người Mỹ. Đúng không thưa anh chị em? Không. Tôi không có gì gọi là mặc cảm mà cũng chẳng có gì là hãnh diện vì cái này vì cái kia. Nhưng tôi vui mừng, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc vì tôi là gốc của tôi là con. Mạnh lên! Gốc của tôi là... Nói mạnh lên nó một cách xác tín để cho đừng có ai mà mặc cảm vì tôi là người Việt Nam, vì người Việt Nam thế này thế kia, rồi cứ mặc cảm vì là người Việt Nam. Và cũng đừng hãnh diện vì tôi là bên nước Đức hay nước Mỹ thì tôi là người thế này thế kia. Ở nước nào cũng thế, quốc gia nào cũng vậy, dân tộc nào cũng thế, đã là con người thì cũng có người tốt và có người, có người hay và có người dở. Có người ở trong bóng tối và cũng có người ở trong ánh sáng. Vì chúng ta đang ở giữa thế gian này. Chúa nói là các con ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Nhưng mà có thể các con sẽ bị thế gian nó lôi kéo. Thế gian nó làm cho các con bị đồng hóa. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng là lạy cha con cầu nguyện cho chúng. Con cầu nguyện cho chúng ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Và Chúa Giêsu nói rằng trong ta các con sẽ được bình an. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên là ta phải bám chặt lấy Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta trước tòa Chúa để chúng ta có được bình an mà không có điêu đứng ở giữa cái thế gian này. Làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị từ Canada chị về đây? Dạ, con coi ở YouTube bên Canada đó, con được biết giáo điểm tin mừng mới 6 tháng thôi. Con rất là ao ước được về đây, đến đây là vùng đất thánh địa. Là con nhìn thấy tất cả mọi người ở đây rất là có lòng tin vào Chúa. Và con rất là vui và hãnh diện và được đến đây để... được nhìn thấy và được tin tưởng vào Chúa và được con điều lời đầu tiên con muốn bắt tay cha và được hôn lên đôi tay. Lạy Chúa thôi, chị hãy lên, chị hãy
Chị hãy hôn vào chính năm dấu đanh của Chúa thì tốt hơn. Còn tay tôi là không có phải là bàn tay năm ngón, em vẫn kêu xa đâu. Chỉ có là dấu đanh của Chúa, mình hôn vào dấu đanh hai bàn tay Chúa, hai bàn chân Chúa vào cạnh nương lòng Chúa nha. Đấy là cái điều tốt hơn hết. Đây tôi xin được gửi tặng cho chị một cái món quà. Đây tôi xin gửi tặng cho chị. Cũng vậy là bên Canada cũng có nhiều em nó bị mất gốc vì nó học tiếng Anh, cho nên không có biết đọc và biết viết tiếng Việt, mặc dù biết nói tiếng Việt. Cho nên có một lần tôi sang bên Mỹ, rồi vào trong một gia đình, có tôi đi với một ông bạn, hai anh em vào trong gia đình, gặp đứa con, nó người Việt Nam mà nó sinh ở bên Mỹ, cho nên nó nói lớ nửa tiếng Việt, nửa tiếng Mỹ, vân vân. Mà nhất là nghe mà nó nói tiếng Mỹ thì chả hiểu gì cả. Cái bố nó bảo, mẹ nó bảo, con, ra chào cha đi con. Cái bắt nó ra, nó đứng nó nhìn. Chào cha đi con. Nó nhìn tôi với nhìn anh bạn. Anh bạn tôi đi, anh lái xe chở tôi đi. Nó nhìn, con sao con không chào cha, con cứ đứng con nhìn vậy. Nó đứng nhìn, thằng nào là thằng cha? Thằng nào là thằng cha? Ông chỉ, mày đây là cha này, cháu chào cha nhá. Thì thưa anh chị em, đây tôi xin được gửi tặng cho chị quấn. Chị, tôi nói là chị đem về, mang về Canada để ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mau đi. Rồi, đây là những em